thánh chừng. Mẹ già từ tay gói người cho con, nay là áo lớn bao nhiêu đêm thâu em ngồi em đó, nay em gửi ra tới chiến trường mang chút tình hào phương quang mê ngồi đồng lá thư đứng trường xa tiếng chương mộng tròn nhìn cầm bánh chưng mà lòng thờ thương mẹ già xa xôi mang vào áo lên cho tiêu tôi nghe trong buồn chơi vơi xuân đan về kín không ở đây. Tôi xin cảm ơn, cảm ơn ai đã đem liên thương nồng ấm đến với mình.
chúng về chính ai yêu đời ta đón đời chúng mong ngày mai. Cảm ơn.